Chào các bạn. Hôm bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn bài bâng khuâng của Chostati. Bài này thì vòng hợp âm đơn giản nhất của nó là dùng bốn hợp âm thần thánh C, A, M, F, G. Nhưng mà đây là tông nam trên hơi thấp, cho nên các bạn có thể một là hát luôn tông này, hai là có thể kẹp capo vào để hát tông nữ cho nó thoải mái, nó đúng giọng của mình mà lại không phải ấn những hợp âm khó, bởi vì cái tông của nữ thì lại toàn là Rê trưởng rồi Si thứ các thứ thì nó hơi khó một tí, cho nên là mình sẽ hướng dẫn hợp âm bình thường này nhá, dễ nhất. Bộ hợp này thì chắc chắn là nhiều bạn biết rồi, C, A, M, F và G, hay gọi là đô trưởng, pha trưởng, đô trưởng, la thứ, pha trưởng và son trưởng. Đầu tiên là đô trưởng, rất đơn giản nhá. Dùng ngón số 3 ấn vào dây 1 của ngâm 3, dây 1, dây 2, dây 3, dây 4, các bạn nhớ thứ tự từ dưới lên trên nhá. Dây 1, ngâm 3, đây là đô trưởng. Rồi, tiếp theo là la thứ, dùng ngón 2, 1, 2, ấn vào dây 4, ngăn 2, 1, 2, 3, 4, dây 4, ngăn 2. Tiếp theo là pha thứ, giữ nguyên la, nhầm pha trưởng, giữ nguyên la thứ, đúng rồi, la thứ, giữ nguyên la thứ, ấn dùng thêm ngón 1 này này, ấn vào dây 2 của ngăn 1, hai cái này thôi, đây là pha trưởng. Rồi, cuối cùng là son trưởng, cái này khó ấn nhất trong 4 hợp âm, ngón 1 đập vào dây 3, ngăn 2. Ngón 2 đập vào dây 1 ngăn 2. Ngón 3 đập vào dây 2 ngăn 3. Rồi. Xong chưa? Xong, tông nam nhá. Thì các bạn đánh nguyên như này không kẹp kiếc gì hết. Đoạn đầu mình thích thì mình quạt xuống, không thì quạt ba lát luôn được. Dừng 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 chân nơi. Dừng chân nơi đâu. Từ khi ánh mắt nhìn nhau chẳng nói được gì. Mình từng cùng nhau đi tìm niềm tin yêu, dù cho không thâm vào từng chặng đường dài nơi em không lặng thầm hương mềm mái tóc phố vắng anh đưa em tên tên chuyện buồn. Sau sau đấy bắt đầu quả ballad đằng sau dấu vết em có thấy. Cách quạt nhá, nó nghe nhìn nó hơi xoắn quẩy một tí thôi, thật ra thì nó khó thật. Cái quạt là ba lát như sau này: xuống nghỉ, xuống lên lên lên, xuống xuống lên, xuống nghỉ, xuống lên lên lên, xuống xuống lên, xuống nghỉ, xuống lên lên lên, xuống xuống lên. Chưa? Cái bài này thì các bạn cứ giữ mỗi một hợp âm này, các bạn giữ đánh hai vòng nhá. Hai vòng có nghĩa là giữ đô xuống nghỉ xuống lên 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 xuống xuống lên xuống nghỉ xuống lên 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 xuống, xong mới chuyển sang AM xuống nghỉ xuống lên lên một vòng nữa. Chỉ có thế, đơn giản đâu, cực kỳ đơn giản. Rồi nhắc lại nhá, hợp âm bốn hợp âm thần thánh như đã hướng dẫn. Quạt ba lát, xuống nghỉ xuống lên 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 xuống xuống lên, quạt hai vòng đổi hợp âm, được chưa? Đấy vừa rồi là giọng nam nhá, nó hơi thấp một tí, bạn nữ nào mà có giọng cao thì có thể dùng đến cái này. Capo. Kẹp lên cái này đang chơi ở đô chữ, kẹp lên rê. Đô về rê là cách nhau một cung tương ứng với cả hai ô, một ô, hai ô, kẹp ở ô thứ hai, ngăn hai. Kẹp nâu nâu nhá, để còn có chỗ mà di chuyển cái tay. Ai mà không có cái capo này có thể chế bằng bút chì hoặc là cái gì đấy, xong bục chun lại, chung là nhiều cách chế lắm. Rồi, xong hát như bình thường, hợp âm y hệt như vừa rồi. Dừng chân nơi điệp khúc vui cho nó là khúc đâu nhỉ, đâu sao hơi đâu sao hơi cánh ngang ngang nhưng mà giấc mơ lên ở lại đây vui cho hết những phút đắm đuối anh đưa mình vào trong căn phòng ngắm đi đến những bức cửa.
bài nhá. Thế là xong bài bâng khuâng. Có thắc mắc gì lại tiếp tục comment ở dưới nhá, mình sẽ trả lời. Thật ra bài này chẳng có gì đâu. Cái điệu ballad này nó hơi lằng nhằng một tí nhá các bạn. Cố gắng tập thật tốt nhá, bởi vì loa phường. Các bạn tập tốt một tí nhá, bởi vì nhạc trẻ nhiều bài dùng cái điệu này lắm, đánh được cực kỳ nhiều bài luôn nhá. Tập thật tốt ballad. Rồi chúc bạn chơi tốt.